Thưa các đồng chí và quý vị, ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Sự ra đời của luật đã thể chế hóa chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển. Để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1059 phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023, giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp các bộ, ban ngành trung ương và địa phương triển khai. Với tinh thần chủ động tích cực, sáng tạo, qua 5 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của đề án đã cơ bản hoàn thành, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến cán bộ nhân dân cả nước, nhất là ở 28 tỉnh thành có biển, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, với mong muốn sớm đưa luật vào cuộc sống. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Bộ Quốc phòng đã triển khai kế hoạch thực hiện khoa học bài bản công phu. Sự quan tâm rất là sâu sắc của Chính phủ, của các ban bộ ngành có liên quan, mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Cảnh sát biển Việt Nam triển khai thực hiện đề án này. Yếu tố thứ hai mà để cho đề án hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, đó là cái sự phối hợp rất là chặt chẽ của các cơ quan chức năng, của Bộ Quốc phòng, của Bộ Tư pháp, các đơn vị có liên quan như là Hải quân, Bộ đội Biên phòng và các quân khu ven biển. Yếu tố thứ ba đó chính là các địa phương đã rất quan tâm, chăm lo, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đề án này được triển khai cách tích cực. Các cơ quan thông tin báo chí ở Trung ương, ở địa phương đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác tuyên truyền. Qua đó đã tạo cái sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Và cái cuối cùng, sự năng động, sáng tạo của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện đề án này. Sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Xác định con người là yếu tố trọng tâm trong đảm bảo thực hiện đề án, Bộ Quốc phòng đã đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tập huấn bồi dưỡng. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về Luật Cảnh sát biển Việt Nam thu hút sự tham gia của gần 3.500 đại biểu tại 74 điểm cầu. Thông qua hội nghị, đông đảo cán bộ lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương có biển và cơ quan đơn vị có liên quan đã được trang bị kiến thức về luật, các biện pháp tổ chức thực hiện, làm cơ sở để lãnh đạo chỉ đạo triển khai đề án có chiều sâu hiệu quả. Hệ thống tài liệu tuyên truyền với hàng vạn tờ rơi, tờ gấp, sách, đề cương, văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật được biên soạn ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của nhân dân. Đặc biệt, tài liệu tuyên truyền được số hóa, lưu trữ trên các ứng dụng số như Zalo, Facebook, hộp thư điện tử, thuận tiện cho nghiên cứu học tập. Tại các địa phương gian biển, công tác tuyên truyền phổ biến và thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được đẩy mạnh, từng bước đi vào chiều sâu. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai đề án, các địa phương đã tổ chức tập huấn, cấp phát tài liệu đến tận cán bộ các địa bàn dân cư, các tổ chức đoàn thể, đưa họ thành các tuyên truyền viên tuyến cơ sở để các thông tin về Luật Cảnh sát biển Việt Nam được đến với đông đảo nhân dân. Khi tiếp cận với cái đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển giai đoạn 19-23 thì tỉnh ủy đã có các cái chỉ đạo đến các cấp ủy các cái địa phương trong toàn tỉnh, các cái xã phường tuyến ven biển đảo thì chúng tôi đã có một cái sự chỉ đạo và phối hợp rất tốt giữa các cái lực lượng như là công an, quân đội, biên phòng và cảnh sát biển trong việc tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển. Số hóa các cái tài liệu truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các cái mạng trang mạng xã hội cũng như là các cái nhóm Zalo, Facebook của hội phụ nữ thành lập. Phụ nữ tỉnh cũng rất là quan tâm đến cái đội ngũ là tuyên truyền viên ở tại địa phương cũng như là địa bàn ấp khóm. Hàng năm thì có cái tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ này. Trên cơ sở đó, cái đội ngũ tuyên truyền viên này tuyên truyền lại cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Về Luật Cảnh sát biển Việt Nam thì cơ bản là người dân và cán bộ hội viên phụ nữ lắm. Rất là chặt. Mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đều xác định là một tuyên truyền viên,
mỗi đợt tuần tra kiểm soát hay cứu hộ cứu nạn đều là dịp để phổ biến luật đến với bà con, nhất là ngư dân, những người trực tiếp bám biển giữ đảo. Từ trên biển đến trong bờ, tại các âu tàu cảng cá, từ ngày sang đêm, hàng trăm ngàn tờ rơi, tờ gấp pháp luật đã được trao tận tay bà con. Trên 2.000 hội nghị tuyên truyền thu hút trên 4 triệu ngư dân tham gia. Hàng ngàn buổi tuyên truyền nhỏ lẻ, riêng biệt đưa luật cảnh sát biển Việt Nam đến gần hơn nữa với từng người dân. Cảnh sát biển hôm nay là tặng cho tôi một cái luật, bộ luật cảnh sát biển. Cái này tôi về nghiên cứu, trước là cho bản thân, sau nữa là để ông hiểu về thêm về nó, để tuyên truyền cho bà con ngư dân gần xa, để họ ông hiểu về luật. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, các ứng dụng công nghệ thông tin đã được tận dụng để phục vụ công tác tuyên truyền. Năm 2021, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam được phát động trên phạm vi toàn quốc. Với nội dung phong phú ý nghĩa, cách thể hiện sinh động, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn chính là những yếu tố tạo nên sức cuốn hút của cuộc thi. Chỉ sau hơn một tháng tổ chức đã có gần 1 triệu người tham gia và trên 2 triệu lượt bài dự thi được gửi về ban tổ chức. Thông qua cuộc thi thì em cũng hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển. Lồng ghép những kiến thức về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vào những tiết dạy học của mình, đồng thời giáo dục cho học sinh ý thức, trách nhiệm của bản thân về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thành công của đề án có sự chung tay góp sức của đông đảo các lực lượng trong toàn quân, từ các quân khu có biển, quân chủng hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Bằng kinh nghiệm dân vận, công tác tuyên truyền luật cảnh sát biển được gắn với các mô hình tuyên truyền có bề dày và chiều sâu. Qua 5 năm triển khai thực hiện đề án, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, được các ban, bộ ngành trung ương, địa phương triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả, sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ những kết quả đạt được của đề án 5 năm qua, trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các tỉnh, thành phố ven biển và nhu cầu cấp thiết của việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, những năm tới Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng xác định cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương và các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ còn lại của đề án. Trước mắt báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện đề án. Mưa dầm thấm lâu, với những cách làm hay sáng tạo, nhiều biện pháp tuyên truyền một cách trực tiếp cũng như gián tiếp, hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, những thông tin luật vốn khô cứng dần ăn sâu vào trong nhận thức của người dân. Sau 5 năm triển khai, đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam đã không chỉ nâng cao nhận thức của vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển, mà còn tăng cường cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển. Đó là ngoài việc làm giàu cho bản thân, gia đình, còn phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, chung tay cùng các lực lượng chức năng, đảm bảo sự ổn định bền vững cho các vùng biển và thêm lục địa của Tổ quốc.